Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hiện Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ chủ môn này: người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không xa xuống hố ư? Một đệ không trọng hơn thầy. Nếu môn đệ được sống như thầy thì kẻ là hoàn hảo rồi. Rằng người nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đàn trong chính mắt ngươi thì lại không thấy. Rằng người có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh. Trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đàn trong mắt ngươi, hỡi kẻ giả mình, hãy lấy cái đá ra khỏi mắt mình trước đã. Rồi bây giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái đá khỏi mắt anh em ngươi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý sơ, quý bạn, chị em, các con quý vị thân mến, các con đã thấy người mù là nào chưa? Đâu ai thấy giơ tay ra vậy? Rồi, cảm ơn các con. Nếu như người mù mà muốn từ nhà đi đến nhà thờ để đi lễ thì họ cần gì? Họ cần gì? Rồi, con, cái gì? Cái cán. Cái cây gì ạ? Cái cây thì cũng đúng rồi đó. Rồi, làm coi kiến khác không ạ? Cái kính hả? Mù đâu có thấy được đâu mà đeo kính đi. Cảm ơn con. Cha có bên cạnh mà đeo kính với con. Hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu cho chúng ta một gợi ý: người mù mà muốn đi được đó, là phải có người khác dẫn. Mà cái người dẫn đó, trong tin mừng nói, nếu người đó cũng mù luôn thì sao? Thì cả hai sẽ xa xuống hố. Hay một cái bản văn khác nói là: mù mà dẫn mù thì cả hai sẽ lăn cù xuống hố. Nếu mà đi lễ mà dẫn kiểu đó chắc dám đi chùa lắm. Hay là đi qua bên nhà thờ Bình An cũng không chừng. Chúa Giêsu giảng dạy cái lời này trong bối cảnh những bài giảng của Ngài tại Galilee được Thánh sử Luca tập hợp lại, mời gọi mỗi người chúng ta khi mà muốn hướng dẫn ai điều gì hay là muốn góp ý ai điều gì thì chính mình phải xem lại mình, xem mình có đủ sáng không. Chứ không mình cũng mù mà mình lại dẫn người mù thì không đi đâu. Trong cái ý hướng đó, xin gợi lên cho cộng đoàn một cái vấn nạn mà cái này nói nhiều và cứ lâu lâu nó lại xuất hiện. Có một cái gọi là thông điệp rất khẩn cấp của Chúa Giêsu ban cho hội thánh qua ngôn sứ Maria Loan Anh. Con chẳng biết Loan Anh là ai, sáng nay con mới nhận được. Biết cộng đoàn có ai nhận được tờ này không? Nó là 6 cái tờ A4 nào. Gái đầu từ dưới tay. Cái người dẫn đường mà mù mà lại tưởng mình là sáng dẫn cho người ta thì nó còn tệ hại hơn là cái người mù dẫn người mù nữa cơ. Ở trong cái thông điệp này hôm nay con ngồi con nghiên cứu thì nó cũng có những điểm tốt ấy. Một trong những cái điểm tốt đó là mời gọi người ta ăn năn hối cải để trở về với Chúa. Thì cái lời mời gọi này là giáo hội vẫn mời gọi triền miên, tại mỗi người chúng ta đều là tội nhân mà. Nhưng mà con thấy được có điểm đó mà. Còn rất nhiều điểm nó bị sai lạc. Chẳng hạn là nó sẽ gây hoang mang. Đừng có đi đâu nha, cứ ở nhà đóng cửa đọc kinh cầu nguyện suốt ngày. Bởi vì Chúa, bởi vì Đức Mẹ gần đến này, tận thế gần đến này. Con đọc con còn thấy hoang mang, không biết là bà con mình dám đến mình đọc thấy sao. Rồi một cái điểm khác là cái nữ ngôn sứ này nói là Chúa Giêsu giờ không còn ở trong nhà thờ, không ở trong thánh thể, không ở trong các bí tích. Vậy thì Chúa Giêsu ở đâu?
cái nơi mà chúng ta gặp gỡ Chúa một cách linh thiêng nhất. Dĩ nhiên là Chúa ở khắp mọi nơi rồi, nhưng mà linh thiêng nhất là nơi bí tích thánh thể, và nơi đó là nhà thờ, là nơi có nhà tạm. Mà nếu ngôn sứ này không biết là được ai mặc khải mà lại nói điều đó, chắc tôi ngủ mất ngủ nhiều quá nên là nói vậy. Rồi một điểm khác, hàng giáo phẩm mà nói từ Đức Giáo Hoàng nói xuống tới các linh mục, con đọc mãi thằng thấy sơ nào, các sơ không có lọt vào tầm ngắm của cái nữ ngôn sứ này, thì nói rằng hàng giáo phẩm bị đảo ngược, bị nhơ nhuốc, bị đen tối, không giữ luật Chúa. Còn Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta là Satan. Chắc cái này chúng ta cũng nghe đâu đó ít nhiều. Rồi bị ăn mất linh hồn, rồi xa hoa, sống theo tiền bạc và quyền lực, khi dễ những người nghèo. Còn thấy thế này, ăn không nói có nhiều quá. Rồi một điểm nữa là ngày 15 tháng 8 vừa rồi là tận thế đó, trong cái này mà chúng ta thấy đâu thấy tận thế đâu. Những cái chỉ dẫn này rất là sai lạc, rất là mù quáng. Và không phải chỉ có thời buổi của chúng ta mới nhận những cái này đâu. Từ ngay trong cựu ước, thời các ngôn sứ, và một trong những ngôn sứ đó là Jeremiah, thì được Chúa báo cho Jeremiah tuyên và cảnh cáo dân. Nhưng mà có những ngôn sứ giả cứ an ủi dân, cứ làm mi dân, nói theo cái ý hướng của nhà vua cũng như của dân. Và Chúa phải phán với Jeremiah để nói với cái, những cái người ngôn sứ giả đó là: ta nghe các ngôn sứ nhân dân ta mà tuyên sống dối trá rằng tôi chiêm bao, tôi đã chiêm bao, cho tới bao giờ trong hàng ngôn sứ còn có những kẻ tuyên sống dối trá, những kẻ tuyên sống điều giả dối do lòng kính tưởng ra. Chúng kể cho nhau những giấc chiêm bao, có ý làm cho dân ta quên lãng dân ta. Cái sứ điệp này nó có thể làm cho chúng ta quên Chúa đó. Bởi vì Chúa đâu có trong nhà thờ, nó đừng có đi lễ, cứ ở nhà đọc kinh cầu nguyện. Mà chúng ta thấy Covid vừa rồi đó, dự lễ online nhiều người bức xúc lắm, tại vì nó không có được sốt sắng, rồi nó nghèo nàn. Và một trong những cái điều đó là không có được rước Chúa. Mà bây giờ lại nói là Chúa không ở trong mình thánh Chúa thì coi như thua rồi. Đây là một sự mù quáng. Vậy làm sao trước một cái sứ điệp nào đó chúng ta biết cái sứ điệp đó là có thật hay là không có thật? Chúng ta cứ nghiệm xem và suy nghĩ xem cái điều của cái lời của cái người đó nói là đúng hay là không đúng. Đầu tiên phải xem người đó là ai. Tự nhận mình là những ngôn sứ nhưng mà chẳng ai công nhận, cứ tự nhận vậy thôi. Vậy thì tất cả mọi người chúng ta đều có thể nhận từ đấy rồi, chẳng có qua một trường lớp huấn luyện, để tự mình chúng ta cũng có thể nói điều đó được. Rồi giáo hội nó loạn hết. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là những lời của người đó nói nó có đúng sự thật không. Chẳng hạn như đơn cử là Đức Giáo Hoàng của chúng ta là Satan. Xin thưa rằng trong các Đức Giáo Hoàng mà con biết được, mà hiện nay thế giới người ta cũng công nhận cái ảnh hưởng của Ngài là Đức Giáo Hoàng Francisco của mình, các tôn giáo khác cũng rất là ngưỡng mộ Ngài. Bởi vì lối sống nghèo khó của Ngài, sống dám hy sinh, có thể tự đạo bất cứ lúc nào. Có lần Ngài đi tông du, bên đó người ta báo là có thể bị tự đạo. Ngài nói tự đạo với tôi chẳng ăn thua. Bởi vì cái mục đích tốt là đem đến cái bình an, sự hiện diện của Chúa Kitô nên tôi sẵn sàng. Lý do hẳn chúng ta đâu có phải là Satan đâu. Rồi hàng giáo phẩm đâu có phải là chạy theo tiền bạc này kia các thứ. Dĩ nhiên chỉ có một hoặc hai các vị với cá nhân của mình, nhưng mà cái số lượng nó ít lắm. Còn hầu hết các ngài đều là những người hy sinh cho giáo dân. Giả sử ngày hôm nay bạn chạy tần tạo để mà lo cho cái hoa viên của chúng ta được cái hoàn thành, đâu có phải là ham tiền của gì đâu. Và một trong những cái kiểm chứng là ngày 15 tháng 8 vừa rồi đâu có tận thế. Vậy nếu như mà con mà là người nữ ngôn sứ này chắc con phải trốn, tại vì nó dối. Nhưng mà sứ điệp vẫn ra nhiều, nên là mỗi người chúng ta
xin hãy tỉnh táo một chút. Nếu mà nhận những cái sứ điệp nó tự tự như vậy, giả sử của chúng ta có lần nhận được cả cuốn sách dạy, rồi cái người đó vô nói với ngài giống như là thuyết giảng cho ngài, giảng đã rồi đi ra không ăn thua gì cả, bởi vì cái lời giảng nó không có cơ sở mà cũng chẳng có căn cứ. Nên mỗi người chúng ta khi nghe một lời nào, đặc biệt là những cái điều nó liên quan đến những cái việc quan trọng của giáo hội, xin chúng ta tỉnh táo và chúng ta kiểm chứng, kẻo cái lung lạc đức tin còn non yếu của chúng ta. Và để có thể làm điều đó, chúng ta hãy bám chắc vào giáo lý của Chúa, vào lời Chúa, vào những giáo huấn của giáo hội, chắc chắn chúng ta sẽ đi đúng đường, chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy ánh sáng, và Chúa của chúng ta chính là ánh sáng. Và những người ngày sai đến là những người được huấn luyện, được đào tạo và được chuẩn nhận trong giáo hội đàng hoàng, thì chúng ta hãy nghe những người đó. Còn những người không có một cái điều gì hết, không có một cái cơ sở, một cái đào tạo nào hết, thì chúng ta hãy cẩn thận với những người ấy. Amen.